Em đưa tay chào bình minh, ban mai nắng lên bao anh ngước nhìn. Với anh mà thật kiêu sa, môi thơm tóc xinh, đường phố ai rạng rỡ hơn mình. Yêu hay không chẳng phải lo, hơi đâu đắn đo cho môi tơ phò. Hay cứ khóc rồi cười to, xem phim shopping, cuộc sống luôn cần bao điều phía trước. Tuổi thanh xuân sẽ trôi qua thôi, hãy chạy theo những ước mơ, vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta tự tin bước qua chính ta, để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say, mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng trời đó đây, ngày ngần chỉ xa lại không thương yêu thương khen, thứ mong chờ dù tình kia trong bánh. Phải tập cho tim mạnh mẽ lên, đừng quá yêu đương sẽ khó quên, vì mình là duy nhất thôi. Bởi chính em cô gái xinh nội loạn, đâu về vậy? Ủa, mấy nay em đi đâu á mà không thấy về nhà vợ? Trời ơi, nhớ quá trời luôn. Ơi, đi đâu là chuyện của anh, em quan tâm làm gì? Anh này kỳ. Cô này là ai? À, bạn của anh. Bạn cái gì vậy bạn? Bạn bè kiểu gì mà ăn mặc ở trên ở dưới? Nhỏ tôi mặc sao là quyền của tôi? Ủa con nhỏ đây là ai vậy anh, mà sao nó lớt giọng dữ vậy? À, em gái nuôi của anh, anh cho thuê phòng á. Em gái nuôi hả? Anh sợ ăn táo không? Em lúc thì sợ ăn táo nha. Ngon táo vừa già vừa héo. Sao mà ngon táo của em được? Táo vừa lép vừa chua, sao ngon bằng táo chín táo già hả em? Đúng rồi, táo chín lủng thì có. Thôi được rồi. Anh no rồi, anh không muốn ăn nữa được chưa? Táo của người ta vừa nhỏ chua. Coi chừng biết tay tôi. Sao? Cô muốn coi tay của chị hả? Tay nè, coi đi. À, anh thôi để em về tự coi tay em cũng được. Sao đẹp quá vậy chị? Gái là cứ vậy á. Hôm qua bị đặt ra vẽ tao đây với chị hả cưng? Con nít mà đòi giành trai với chị hả? Không phải dễ đâu nha. Tại vì hôm qua em mới ngủ dậy, cho nên là em nói sảng vậy thôi. Thôi chị bỏ qua. Không mày, đâu có dễ. Bắt ra lại. Dạ. Ê, hai người đến một người, mà một nam một nữ, không biết có tội với lương tâm hả? Không mày, là bắt hả? Bắt. Ờ dạ rồi bắt hả? Chị tử em á, nhẹ thì cũng 2 tuần, mà nặng thì cũng 1 tháng. Thì giờ trước khi chị xử em á, chị cho em gọi về cho mẹ em một cuộc được không? Mẹ em chỉ có một mình em thôi. Tao mệt rồi. Ủa tao đâu coi cần coi cải lương đâu hả? Chị, nó tội quá à. Hay là chị cho nó gọi điện thoại về nhà đi chị. Hồi đó em theo chị, nghĩ chị là một người nghĩa khí,
Với lại chị đẹp, nhưng mà em không ngờ hôm nay chị là một người nhẫn tâm độc ác lạnh lùng, hà hiếp trẻ thơ, đánh đập phụ nữ, là những chuyện đòi phải cho xã hội như vậy. Chị thôi, tao không muốn nghe nữa. Ok, nể tình mày đi theo chị bấy nhiêu lâu, hôm nay tao sẽ cho mày nể phục tao. Được, cho nó gọi đi. Gọi đi nhanh lên. À, dạ em gọi liền. Khoan, bấm đi, tôi nghe. Ai biết được gọi cho ai? À... đúng rồi. Nhanh lên. Dạ. Ôi, cái con nhỏ ý này thiệt luôn á. Đi đâu mà để nhà cửa như cái chuồng heo à. Kiểu này phải gọi điện chửi cho một phát luôn. Ôi, con này chết thiên lắm nè. Mới nhắc một cái gọi về rồi. Dạ, alo. Ê, ok. Đi đâu từ sáng đến giờ mà để nhà cho cái chuồng heo vậy hả? Tôi đâu có rảnh đâu mà chọn kịp cho mấy người hoài vậy. Bác gái đang giận lắm á. Alo mẹ hả? Mẹ, con lỡ ăn hết đồ ăn trong tủ lạnh của mẹ thôi mà. Thì có tí là con mua lại. Ôi mẹ đừng có chửi con nha. Không có câu giờ nha mày. Này mẹ hiền dấu yêu ơi, con đang nhớ mong về mẹ. Mẹ dạy ngập mong trời nào. Cái con đang bị đánh ngoài đường. Hả? Cái gì? Ở đâu? Dạy mắt lên. Ôi, đứng lại nhỏ kia. Nhỏ kia đứng lại coi. Cho tôi ra đây chứ vậy? Ta cho vui. Vui mà vui chửi. Ê, mà tính sao tôi không biết chỗ. Có, tao biết mà. Biết gì mà biết? Do bãi chợ đó. Chó gì nữa? Do bỏ chạy đó. Bắt nó lại. Bắt nó lại. Bay. Sao? Nghéo mấy anh sướng quá vậy. Bay cha. Dạ anh ơi, em đó của em lỡ, em xin lỗi nha. Em lỡ tay, nhưng mà có một chiếc cơ bệnh rồi. Thôi sẵn hai chiếc luôn nha. Đi nữa. Trời ơi, đi chết. Trời ơi, mày cất cái miệng lại, chết. Chết tiếp tụi tao. Trời ơi, nhanh lên, mày không có làm ăn được gì nữa. Dừng lại. Chết. Nhanh lên bà Yến. Trời, cũng hơi là tụi nó dí không có kịp á. Vậy thôi. Dám cái túi hả? Trời ơi, tôi mua hai đôi á, có 15 ngàn ngoài chợ bà chịu á. Đừng lo. Ê, tóc của bà. Ừ. Mặt của bà nữa. Có sao không vậy? Mặt bị gì vậy? Ê, nó bị sưng kìa. Có sao không? Ừ. Mà cảm ơn bà nha. Không có bà tụi tôi chết chắc luôn á. Có gì đâu. Bà nữa. Gây sự tụi nó chi vậy hả? Dạ. Thì ai biểu tụi nó có bao giờ của tụi chị. Sơn. Tôi là Kim. Nhỏ này á là Yến. Cảm ơn bà lần nữa nha. Cảm ơn Hiền. Còn tôi là Linh. Tôi á là ghét nhất tụi đàn ông ỷ mà năng hiếp. Tôi lúc nào cũng theo nói chung á là theo công lý. Đừng có lo. Bà sao không? Không, không sao mà. Bị đúng không? Ê, bác sĩ Phú. Đem chỗ mày hả? Trời ơi, làm gì mà te tôi bầm dập hết trơn vậy? Là cô này rắc rối đúng không? Kim đúng không? Hả? Em có buồn đời á, cũng đừng có lo mấy bạn em vô chứ. Không phải đâu mà anh Phú. Chấp nghe một lần, phải biết tự đứng dậy. Em nhìn lại bộ dạng của em kìa. Hả? Em đừng có phần bua cho bạn của em. Anh nhưng mà anh thất vọng về em lắm. Ê, anh Phú. Ê,
cái gì? Sao bà không đi thanh minh với ổng đi? Tại sao phải thanh minh? Kệ ổng. Hả? Ê. Nhưng mà cái anh chàng đẹp trai đó là ai vậy? Bác sĩ Phú. Bác sĩ đẹp trai rất là tôi từng thấy. Bác đẹp sĩ trai ác ma thì có. Thôi bye bye bà nha. Khi nào có duyên thì mình gặp lại. À hả? Ê ê ê. Ừ, tụi tôi thuê biệt thự đằng kia kìa. Bữa nào rảnh thì ghé qua chơi tụi tôi nha. Ê Kim, đợi. Chúng tôi gặp nhau là cái duyên tình cờ như vậy đó. Linh mỏng manh nhưng lại giúp chúng tôi thoát khỏi tình huống nguy cấp. Từ đó về sau cho đến tận bây giờ, Linh vẫn là vị cứu tinh của cả tôi và Yến. Có một điều tôi không thể hiểu nổi là tại sao bác sĩ Phú lại xuất hiện và nói với tôi những lời như thế. Anh ta đã nhìn thấy những gì? Thật khó hiểu. Hãy chạy theo những ước mơ vì ta chỉ có một lần để sống. Mỉm cười khi ta tự tiến bước qua chính ta để chinh phục những gì ta muốn có. Một lần trong ta phải biết say mà chẳng hối tiếc hay đắng cay. Một mình dòng trời đó.